Hello anh em, mình là Kiên Vô Tôn. Ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn với anh em cái cách mà phân biệt như thế nào là bóng LED M5 và bóng LED H4. Ở đây thì mình có hai cái bóng LED ấy. Một cái là M5, đây chân M5. Chân M5 này nó sẽ lắp cho những cái xe mà zin Thái, zin Super đời đầu, mà nó dùng cái pha ngắn, pha bé như này anh em ơi. Đó, đây. Thì nó sẽ là dùng chân M5 ở đây. Còn những cái xe zin Super đời mới bây giờ hoặc là những xe quen pha đổ lên thì nó dùng một chân H4 đây anh em ạ. Đó, đây là cái cách phân biệt. Đó là hai cái khác hẳn nhau luôn. Dùng sợi tản nhiệt anh em nhé. Thì cái xe zin mà đầu ngắn ở đây ấy, thì chỉ dùng được cái loại mà có sợi lưới tản nhiệt anh em ơi. Đó, thì không nói về cái con H4 này nữa thì mình sẽ sâu luôn vào cái con M5 ở đây. Ok. Thì một số anh em có hỏi với mình và alo trực tiếp với mình là cái xe của các bạn ấy có muốn lên bóng LED và loại M5 có được không? Thì mình trả lời luôn là hoàn toàn bình thường anh em nhé. Đó, thì một số anh em ấy có thắc mắc là ở đây nó làm cái lưới tản nhiệt này này. Thì khi mà cho vào trong đầu xe này nó có những cái dây điện như này, nó có xun dây điện hay không? Thì mình khẳng định luôn là nó không xun anh em nhé. Đây, cái xe này của mình đi cũng khá là lâu rồi nhưng mà cái dây điện nó vẫn bình thường không xun. Thì nói là cái lưới tản nhiệt thì nghe thì có vẻ là nó nóng lắm nhưng mà thực tế ra thì nó cũng không nóng lắm đâu. Không đủ để xun cái dây điện. Ví dụ như ở đây là cái dây zin trên xe này. Thì nó có cái lớp bọc nhựa ở bên ngoài, cái ống gen bọc nhựa bên ngoài để nó chống cháy, chống nhiệt. Còn đây là mình có những cái dây thường, cái điện thường này. Đó, còn không có bọc chống cháy luôn. Nó cũng chả làm sao cả, không ảnh hưởng gì. Ok. Thì để mà gắn được cái bóng M5 này vào cái xe zin, xe Way Alpha hay là nói chung là xe Honda nói chung mà sử dụng điện máy này, này. Thì bên mình có những cái sản phẩm là những cái bộ ổn định điện này mà. Tại vì sao mà phải lắp những bộ ổn định điện này vào? Thứ nhất là cái xe mà dùng điện máy cấp lên ấy thì nó ăn hoàn toàn bằng điện máy. Cái đường sạc của nó rất là yếu. Khi anh em lắp những cái bóng LED như thế này thì lại phải chuyển điện sang điện bình ắc quy. Ok. Cái cách chuyển điện từ điện máy sang điện bình ắc quy ở cái clip lần trước thì mình có hướng dẫn anh em rồi, thì clip lần này mình sẽ không nói nữa. Đó, thì cái xe của mình khi mà đã chuyển sang điện bình ắc quy rồi thì cái con nạp, đường nạp của mình ấy, nó không cấp đủ cho bình ắc quy. Và bình ắc quy nó sẽ không cấp đủ cho cái bóng này hoạt động liên tục, cho nên là anh em đi sẽ bị hao bình. Sẽ có hiện tượng là đề yếu, thậm chí là không đề được, phải tự đạp nổ. Mà cái đèn này nó sẽ sáng không hiệu quả. Nó vẫn sáng nhưng nó ánh sáng nó không sáng căng. Anh em hình dung ạ, nó không sáng căng. Nó vẫn sáng. Đó. Nhưng nó không sáng căng, nó không sáng hẳn với cái công suất hiện tại của cái bóng này. Ok, đây là mình có một cái bóng là 40W anh em nhé. Ở cái driver đây nó cũng ghi luôn là 40W ở đây này. Nó hơi khó nhìn ấy, anh em thông cảm. Đó, thì bên mình có bán những cái bộ sản phẩm là ổn định điện V2 ở đây. Đó, ổn định điện V2. Và một số các anh em có thắc mắc là hướng dẫn cái cách lắp cái con passing ở đây. Thì thường là anh em đi đèn LED là hay thích dùng passing. Thì đây mình có cái dơ LED passing ấy. Ở cái clip lần trước thì mình đã có cái clip riêng để hướng dẫn lắp cái con này rồi. Ở clip này thì mình không nói nữa. Ok chưa ạ? Đó, đấy là xong cái phần mà để chuẩn bị cho cái xe của mình ăn điện bình và cho cái bóng này nó đủ điện để nó chạy. Ok, bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em lắp vào cái đầu đèn ở trên cái xe này của mình. Thì cái cách thức lắp nó cũng cực kỳ đơn giản thôi, cũng không có cái gì là phức tạp cả. Đó, anh em gắn cái bóng vào. Anh em cứ xỏ cái bóng vào như bình thường và anh em xoay. Đó. Anh em xỏ cái bóng vào như bình thường và anh em xoay. Ở đây thì nó có 3 màu dây. Từ cái driver ở cái bóng này lên đây sẽ có 3 màu dây. Dây màu xanh lơ thì nó sẽ là dây pha của bóng đèn. Dây màu xanh lá cây thì nó sẽ là dây mát. Và dây trắng tương ứng như thế nó sẽ vào dây trắng ở trên xe anh em nhé. Dây trắng sẽ là dây cốt. Dây màu xanh, xanh này gọi là xanh nước biển thì đúng hơn. Mình vừa nói là xanh lơ nên là mình hơi nhầm. Xin lỗi anh em, đây là màu xanh nước biển. Thì nó sẽ là dây dương để vào bóng đèn, nó sẽ là dây pha anh em nhé. Còn đây là sẽ là dây mát màu xanh lá. Còn đây là cái con passing của mình. Đó. Thì cái cách lắp cái bóng M5 vào cái xe này cũng rất đơn giản đấy. Anh em làm đúng như cái bóng thường ở trên xe, bóng zin bản ở trên xe anh em đó. Thì ở đây
Ok, để mình zoom vào một tí nha. Đó, nó hơi rùng rình một tí, để mình lấy nét vào đây. Ok, ở đây ấy, thì là nó có sẽ có những cái búi dây chạy từ ổ công tắc phía bên tay ga sang bên cụm bên đây, thì anh em hãy vén cái này ra. Đó, thì đồng nghĩa với việc như vậy thì anh em sẽ chia đôi cái đoạn cáp đằng sau tản nhiệt ở cái bóng này ra. Anh em sẽ uốn nó hơi cong cong này vào. Đó, anh em sẽ lùa vào đây anh em nhé. Anh em sẽ lùa vào đây. Đó, nó hơi khó nhìn thì anh em thông cảm. Đó, anh em sẽ lùa vào đây và anh em ấn nó vào. Đấy. Rồi, bây giờ là còn những cái driver này thì anh em cứ đút nó vào trong này. Anh em chia nó ra nhé, lắp sao cho nó hợp lý, nó không bị kênh. Đó, cái driver thì mình sẽ để bên này. Ở đây mình sẽ có con passing mình để bên này. Ok, rất đơn giản thôi. Đó, anh em ép nó vào. Đó, chỉ cần vài phút thôi là anh em đã lắp thành công cái đầu đèn xe của mình rồi. Việc còn lại là bây giờ anh em sẽ bắt ốc vào đây. Đó, anh em ép cái đầu này vào. Lắp thoải mái anh em ơi. Anh em ép như thế nó sẽ hơi chặt một tí nhưng mà không sao. Càng tốt đi anh em nó đi được sóc, nó không bị lọc sọc. Đó, vậy là xong. Bây giờ bắt thêm con ốc này nữa là xong. Đấy, công việc lắp rất đơn giản, nó không có gì cả. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tìm chìa khóa và mình sẽ bật đèn lên cho anh em coi. Đó, đây là mình đã bật chìa khóa lên. Đèn đề mi đã hoạt động. Đây là đèn đề mi anh em nhé. Đó, bây giờ là mình sẽ quay xa ra một tí. Đây là đèn đề mi. Đó, đây là sẽ là đèn đề mi bên trái. Ok, thì bây giờ mình sẽ bật đèn. Đó, bật đèn nhá. Pha cốt bình thường anh em ơi. Đó, nó hơi chói mắt một tí, mình tắt đi. Đây là bắt sinh của mình nha anh em ơi. Đó, để mình quay ra một tí cho nó đỡ thẳng vào ống kính. Cái bắt sinh này nó sẽ có cái hay cái là khi anh em đi pha đèn như này. Đây là cốt này. Đó, đây là pha. Anh em bấm bắt sinh. Đó, bấm bắt sinh vẫn bình thường. Ok, đây là mình sẽ cho anh em coi cái nút bắt sinh của mình. Mình làm cái nút bắt sinh rất là nhỏ, xinh xinh như đây. Đó, thì khi anh em đi để tay như thế này, anh em chỉ cần va vào đây cái là bắt sinh. Đó, rất là tiện anh em ạ. Cái nút nhỏ xinh như đây nhìn nó cũng rất là đẹp, nó tạo thành một cái điểm nhấn rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ bắt sinh nhé. Đó, kể cả anh em tắt đi vẫn bắt sinh bình thường. Chế độ bắt sinh này là rất là nhanh. Cái này là mình sẽ có bắt sinh nhanh và bắt sinh chậm. Nếu như anh em nào thích nhanh thì alo với mình thì mình sẽ gửi bắt sinh nhanh, và bắt sinh chậm thì anh em alo mình thì mình sẽ gửi bắt sinh chậm. Cái này là mình có thể can thiệp được nhanh hay chậm. Đó, cách thức lắp cái bộ đèn led M5 này vào cái xe gym này rất đơn giản đấy. Nó chỉ có thế thôi anh em nhé. Anh em cứ yên tâm là đi không bị sun đường dây, và cái đầu đèn này sẽ lắp cái bộ M5 led lưới toàn nhiệt này vào cái xe gym này bình thường anh em nhé. Đó, anh em đã nhìn thấy đó. Tại vì sao mà mình khuyên anh em là đưa cái lưới nó xuống đây? Thứ nhất là để nó giãn ra và ở dưới này là nó hở, thì khi mình đi ấy, gió nó sẽ vào đây, nó sẽ tản nhiệt bớt cái nhiệt nóng ở cái lưới toàn nhiệt đi, và cái lưới đấy nó sẽ nóng lên nhưng nó không nóng đến mức độ mà nó sun cái dây điện của anh em đâu nhá. Anh em cứ yên tâm một điều là như thế. Đó, cái clip này rất đơn giản. Thì hiện tại ở bên mình ấy có cái combo là bán cho anh em cái bộ ổn định điện này với giá là 100k cộng thêm một cái bóng M5 hoặc bóng H4 với giá là 350k. Đó, anh em có thể mua được cái giá như thế là rất là rẻ. Còn nếu như anh em sẽ mua bình thường cái giá cái bóng M5 này ở ngoài thị trường, rẻ nhất là cũng phải là 250k. Đó, thì đây mình sẽ có cái bộ combo. Thường là anh em khi mà lên những cái bóng như thế này này thì anh em cũng không biết là lựa chọn cho mình một cái bóng cùng chân M5 như thế nào cho nó hiệu quả, độ sáng cao và ổn định và lại bền. Thì bên mình sẽ ship luôn cho anh em một cái con ổn định điện như này và một cái bóng M5 như này, giá lại sẽ là 350k anh em nhé. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó,
Giá trên chưa bao gồm phí ship. Phí ship hết nhiều hay ít thì cái đó là do bên chuyển phát họ sẽ tính. Đó, nên là anh em nắm được giá thì anh em chỉ cần alo thì mình sẽ ship hàng. Cho mình xin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chỉ cần thế thôi ạ. Và mình sẽ ship hàng. Nếu như anh em ở khu vực Việt Nam ấy mà có đường hàng không ấy thì mình sẽ ship theo đường hàng không. Anh em chỉ nhận hàng trong khoảng 2 đến 3 ngày là anh em đã nhận được hàng rồi. Ok. Đây là cái clip mình hướng dẫn anh em lắp cái bộ đèn pha LED chân M5 vào cái xe zin đầu ngắn. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kim Motul. Nếu như anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe kênh của mình để nhận được nhiều những cái clip hướng dẫn nho nhỏ như này. Chân thành cảm ơn anh em.